Kênh YouTube Bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay farm em bắt đầu công việc là bấm cành nho để canh đúng vụ tốt. Thì do mấy hôm giờ thì do ảnh hưởng áp thấp và bão nên mưa gió triền miên. Thì hôm nay thì trời cũng bắt đầu ẩn nắng hơn. Thì farm em bắt đầu công việc là bấm cành nho. Vậy quy trình bấm cành nho và cách chọn cành như thế nào cho hợp lý? Thì hãy cùng em đi gặp ba của em là Phép Ba Dung để ba của em chia sẻ thêm về kinh nghiệm xử lý cành nho như thế nào cho hợp lý nhé. Đây là cảnh công nhân ba em đang bắt đầu bấm nho, và đây là ba của em. Dạ con chào ba. Ba chào con. Dạ thì hôm nay con cũng nói với các anh chị là farm của mình đang bắt đầu quy trình bấm cành nho để cho vụ mới. Thì ba có thể chia sẻ thêm một số kinh nghiệm hay để cho các anh chị cùng biết và có thể làm theo hay không ba? Tôi cũng xin chào các bạn. Dạ. Đó. Thì hôm nay là tôi sẽ cắt cành. Dạ. Cắt cành nho xanh. Đây. Đó. Nho xanh. Nho xanh là nó 0148 á. Dạ. Đó thì nho này là tôi nuôi bỏ cả tháng rồi. Dạ. Đó, nó cũng hơn tháng á. Dạ. Lúc mà vô đầu tư là lăn dưới rễ. Đó là xem nhé. Là tính bấm tốt. Hiện tại hàng đó. Đủ. Nhưng mà nó tình hình là mưa ở Ninh Thuận mưa quá. Mưa nhiều, mưa là gần cả tháng này luôn. Đó, nói chung là nho này là tính bấm, tôi tính bấm bữa 20. Dạ, 20 ạ. 20 âm lịch hả ba? 20 âm lịch đó. Bây giờ là đó. Ở dưới mình là bao nhiêu âm lịch rồi hả ba? Bữa nay là 28 rồi. Vậy là vậy đó. Còn kịp để nho vào dịp Tết chín thu hoạch để bán cho các anh chị các tỉnh hay không ba? Nếu mà thì nó lên vài ngày thì cũng kịp. Dạ. Nó cũng kịp Tết được nữa. Dạ. Rồi còn nữa ra riêng. Dạ. Đó thì hôm nay là tôi chia sẻ cho các bạn là kỹ thuật bấm cành. Dạ. Đó. Vậy là quy trình ba có thể nói sơ lược là quy trình phân bón tóm tắt lại cho các anh chị cùng biết được không? Tại những video trước thì con đã quay nho hạ đen rồi, nhưng mà nho hạ đen cũng là kịp thời bấm tốt, nhưng mà do thời tiết bất ổn nên vườn mình lùi lại. Và ba có thể chia sẻ sơ lược lại quy trình bón phân từ lúc mà giai đoạn mình mới ăn xong á, thì mình chế độ như thế nào, ba chia sẻ thêm để các anh chị cùng xem để biết lại, tóm tắt lại quy trình mình bón phân cho cây nho để thúc cho cây nho khỏe mạnh để mình bấm cành cho đạt năng suất cao ba. Thì xin cũng chia sẻ các bạn là cái này là nuôi một vô một lứa lăng dưới rễ. Dạ. Rồi đáng lẽ là đầu tiên là mình vô lăng dưới rễ trước. Đáng lẽ là nếu mà đúng ra là phải 10 ngày sau, nếu mà vô lăng dưới rễ là 10 ngày sau là mình phải vô một lứa NPK. Dạ. Đó là nó mới đúng. Còn cái này tình hình mưa nhiều quá. Dạ. Cho nên là do tình hình thời tiết bón một cái lứa phân NPK không có được. Dạ. Đó thì là bỏ qua một lứa phân luôn. Dạ. Nó mưa miết làm sao mà mình vô NPK được. Dạ. Đó. Vậy thì nếu mà mưa liên tục thì mình không nên bỏ phân hả ba? Là không bón phân được. Không bỏ lứa NPK được thì mình bỏ qua một lứa phân. Dạ. Là đúng nho này là cũng mùng 6 này là đúng 6 tháng rồi. Vừa xem cành. Tính từ ngày bấm cành á, bấm vụ trước á là mùng 6 này đúng. Dạ. 6 tháng. Tính ra là mình đợi cũng quá trễ rồi ba ha. Quá trễ. Dạ. Đó, nhưng mà tình hình là tính mưa là tính bỏ nữa. Dạ. Không bấm Tết để mà lâu qua tháng 9 mới bấm. Dạ. Đó, tháng 9 âm lịch mới bấm. Nhưng mà các bạn là nhìn. Dạ. Đó. Như vàng lá cái cũ của nó là nó. Đây. Cũng để lâu cháy quá. Rồi bỏ lâu quá. Lâu quá. Nó bị cháy. Cháy và rụng. Và đó. Kết hợp với mấy hôm giờ là mưa gió rất là thường xuyên nên làm cho lá nho của lá già nó bị cháy. Cháy rỉ xét qua bệnh tháng thư này. Đó. Đó nó cháy cháy đột tháng thư. Dạ. Đó là
Nếu mà nho này thì đó các bạn là nhìn lên cành, nếu mà bấm nhìn lên cành đó, nho này là bỏ không được nữa. Dạ. Đó là các bạn nhìn nè, đó nó đen bứt bứt, nó bứt đột, nó làm bông. Cái chưa bấm mà nó đã bứt rồi. Cái này giống như đó là nó tới cái đúng cái thời kỳ mà nó bứt bông rồi. Nếu mà mình không bấm thì nó nứt ra thì cũng cây nho cũng không được tốt hả ba ha? Đúng rồi. Đây nè, các anh chị thấy không? Những mắt ngủ. Nếu mà mình không bấm thì mình sợ mưa mình không bấm á thì cái này nó nứt dài quá. Thì nó cũng làm yếu cái cành đi. Yếu cành làm cây nho bị suy. Là hôm nay là tôi phải bấm cành. Bấm cành. Đó. Dù cho không có một lứa phân NPK nhưng mà nó cũng cành nó cũng đúng cái bấm rồi, mình phải bấm. Dạ. Chứ mình không có bỏ nữa. Vậy. Các bạn mà nhìn lên đó, nhìn lên thấy nó đen bứt. Đây nè. Thịt bông rồi mình phải bấm. Mầm ngủ nè. Mầm ngủ nó bung ra luôn. Dù mình chưa có bấm cành bởi vì vườn nho xanh nhà em á thì đã thu hoạch xong á, ăn đã 6 tháng. Thì tính ra nó đã quá lứa, nhưng mà do thời tiết mưa gió rất là thất thường, việc bấm nho của em lùi lại. Và đến hiện tại thì những mắt ngủ trên cành nho nó đã rế, thì bắt buộc là farm em sẽ bắt đầu xử lý. Còn mà mưa gió tiếp theo thì farm em sẽ bắt đầu chế độ xử lý phân thuốc như thế nào cho hợp lý, thì đến đó thì farm em sẽ chia sẻ tận tình cho các anh chị cùng biết. Dạ. Vậy bây giờ là quy trình mình bấm nho như thế nào ba? Tại hiện tại con thấy trên vàng mình rất là nhiều cành, mà nhiều các anh chị mà nếu không chưa có kỹ thuật xử lý bấm cành đó, thì sẽ rất là rối, bởi vì nó như là cái màng nhện vậy đó. Đây nè, rất là rối luôn á, nên là phải có kỹ thuật bấm thật là có kinh nghiệm thì mới xử lý được cái vàng cành này. Đây, nên em sẽ quay cụ thể luôn để cho các anh chị cùng xem nhé. Vậy là nguyên tắc bấm cành của vườn nho tại farm mình như thế nào hả bà? Thì nói các bạn là kỹ thuật bấm cành. Dạ. Thì đây là cái nó bứt cái mục nó có bông. Wow. À, những cái này đó, là các bạn nhìn thấy nó có bông nào. Đây nè. Đó. Nó sung. Đây. Thì bây giờ là bông rất là to luôn. Bây giờ là mình đây là cái đầu lo là chỉ cho các bạn là bấm cành. Dạ. Đó, kỹ thuật bấm cành. Nếu mà các bạn nhìn cái đầu một củ nè, đây nè, đó đây là cái nhìn cành, cái một củ cái cành nó ra. Dạ. Đó là mà các bạn phải phải bấm phần nữa. Ừ. nửa cành có thể là từ 30 đến 40. Dạ. Đó tính từ đầu một củ nó nứt ra nè. Dạ. Đó nứt ra cành thì mình bỏ cái đọt nó làm bông ở ngoài, mình bỏ đi đó, chứ không có lấy dối ra cờ cái mục nó đang làm bông. Dạ. Đó phải bỏ đi là các bạn là cành bấm một nữa, cứ nói cứ thế độ cành. Nửa cành là mình bấm thôi. Dạ. Đó nè. Dạ. Đó tính trong đây thì trong đây ra là nó nằm từ 30 đến 40. Dạ. Đó là độ nửa cành lựa một. Các bạn chú ý là phải lựa cái mục ngang với cái mục trên đó, không nên bấm cái mục dưới đó. Là bấm mục lên nè. Đó bấm mục lên, không nên bấm cái mục dưới. Nó nho là nó cũng nhiều mục dưới, là mục ngang, là mục trên đó, nói chung vậy. Thì trung bình là mỗi cái chân lá là sẽ có một mắt ngủ, nên các anh chị hãy yên tâm. Thì theo kinh nghiệm á, thì trung bình là cái đoạn tầm khoảng 30 đến 40 cm á, là những cái mắt ngủ là nó đủ điều kiện to và khỏe nhất để cho cây nho của mình ra hoa tỷ lệ cao. Như các anh chị thấy nè, phía trong nếu mình bám sát quá thì những mắt ngủ nó rất là nhỏ, thì đồng nghĩa với việc mắt ngủ nhỏ thì tương lai á, thì cái bông khi mà mầm ngủ nó ra thì nó sẽ không được to, còn mà để dài quá thì nó cũng không tốt, làm cho cành dài thì làm yếu cây nho, và làm cho dàn cành của mình nó nặng nề và nó rất là lộn xộn. Và phía ngồi á thì đây, như các anh chị hãy xem ngồi á thì cành nó còn non này, hay là những mắt ngủ nó cũng không có được chắc khỉ. Thì tầm mà bấm kinh nghiệm á, thì tầm khoảng 30 đến 40 phân
thì các anh chị xem mầm ngũ nào mà ổn định thì phải bấm, và chú ý bấm là mình phải lựa những mắt ngũ phía trên đó, đừng có để những phát ngũ mà nó phía dưới đây như vậy thì mình không để, thì nó cũng dễ bị gãy và cấn đó. Đây, các anh chị cùng xem đó, thì dạ. Nói các bạn là mình không nên bấm một cái nằm dưới nè. Nằm dưới là đương nhiên là mình bấm xong rồi mà mình bấm cái mục dưới thì mình lấy lá rồi xuống sạch sẽ thì nó bị chảy nước, à, nó nước, bị ra nước rồi. nó bị leo xuống cái mục dưới là nó làm cho cái mục nó cũng không chậm nứt, yeah. Mà nó nứt ra cũng không có đẹp đó, nó làm bông cũng không có đẹp đó, là mình tránh cái mục dưới là tránh vậy, yeah. Mình phải lấy ngang hoặc một trên là, yeah, nước nó ra nó không bị ướt, yeah. Đó là các bạn chú ý chỗ đó thôi. Vậy còn những cành trên đây là những cành nắp còn thì những như thế cái nào? Cành này là các bạn bấm xong rồi các bạn tỉa hết, yeah. Tỉa mấy cái cành này bỏ hết đó, lạc lá luôn, yeah. Lạc sạch sẽ luôn, nho này nó nho có tuổi rồi mà, yeah. Mình bấm xong mình lựa một, mình bấm xong mình mấy cái cành tỉa hết. Dạ, vườn nho nhà mình là bao nhiêu năm tuổi rồi bà? Cái vườn nho này là bữa nay là tôi đang bấm là 2 sào 3, mà nó là làm được 6 năm rồi. 6 năm. Năm nay là 6 năm tuổi rồi. 6 năm. Và nhìn cây nho vẫn còn rất là khỏe. Các anh chị thấy vườn lá sơ sát vậy thôi là cũng là do nguyên nhân là để cành lâu quá, thì đương nhiên những lá nho già thì nó sẽ rụng và gặp thời tiết xấu thì nó sẽ bị cháy và rỉ sét. Thì các anh chị hãy yên tâm, thì tầm 10 ngày đến 15 ngày sau á thì nhiều cái mắt ngủ nó sẽ lên lại và vườn nho của mình lại xanh tốt thôi, nên là không có ảnh hưởng gì đến vườn nho của mình. Thì trung bình một vườn nho thì có thể, nếu mà mình chăm sóc đúng bài bản và đúng kỹ thuật, đúng theo quy trình và giúp cho cây nho phát triển tốt thì trung bình cũng phải từ 10 đến 15 năm đó, cũng rất là lâu, nên là các anh chị hãy chú ý thêm đây đó. Rồi, các anh chị xem ba của em xử lý bấm cành nhé, và những đó. Cành khác cũng tương tự vậy hả ba? Cũng vậy, cứ, trung bình... cứ mình cành dài cành cụt gì cả mình cứ độ nửa mình bấm thôi, dạ. Độ một nửa. Dài thì bấm theo dài, ừ. Mà cành cụt thì mình bấm theo cụt, ừ. Cứ độ nửa là bấm thôi, dạ. Đó, nhưng mà nho này là tôi là nói với các bạn là nó xịt bông vậy á là nó báo cho mình là chắc chắn là bấm ra là phải có bông đó, yeah. Chứ là không có bể được, yeah. Thì tôi bấm xong là chờ nứt ra bông rõ là tôi sẽ quay lại cho các bạn xem, để các bạn nào có cành như tôi gì là bấm theo đó, yeah. Bấm theo như tôi gì là đúng bơ, yeah. Đó. Nhưng mà hiện tại thì cũng thấy dự báo thời tiết là báo đang chuẩn bị có bão số 7 với chuẩn bị là có áp thấp ở bên Philippines đang vào nữa, thì nếu như mà nho mà mình đang nảy mầm mà khi gặp trời mưa thì nó có ảnh hưởng gì không ba? Thì nếu mà nó chung một xe lo thì mưa nhiều á, mưa cả ngày cả đêm á thì nó cũng ảnh hưởng phần nào, dạ, nó... cho cái mục, dạ. Nó cũng bông nó cũng không có như ý của mình. Nếu mà mình bấm cành mà mình hên mà lúc nó đang sưng mục á, với đang xe lo mà nghỉ mưa vài ngày á thì bông nó đẹp, bông nó sẽ đẹp, dạ. Còn mưa mà nhiều quá thì nó đang xe lo là bông, dạ. Nó cũng làm ảnh hưởng, bông nó bị kéo đi, dạ. Thì, nó bị tưa đi, dạ. Nó không được chắc cái bông đó, là cái đó là do trời chứ cái đó hên xui, dạ. Nhưng mà cây nho mình đúng bấm là mình phải bấm, dạ. Chứ còn không được nuôi nữa. Ví dụ như vườn nho này thì mình phải bấm thôi ba ha. Bấm, phải còn... bấm. Bây giờ có mưa có bão gì cũng phải bấm. Dạ. Chứ không có bỏ nữa. Bỏ nữa thì nó bứt bông, nó dài, nó mềm cái cành hết. Nó cũng giảm năng suất. Nó cũng nếu mà chờ hết mưa hết đục thì mình bấm thì nó cũng mềm cái cành, nó không, dạ. Không làm bông không có đạt. Vậy là tùy theo đặc tính của vườn nho của mình thì mình có cách xử lý khác nhau ba ha. Chứ không thì có phải cây nho thì nó cũng đa dạng lắm, kỹ thuật cố định nó không có cố định được,
đó, các bạn ở ra mình nuôi mà nhìn ở nhìn lên trời á, nói chung mình nhìn lên trời là nhìn lên cành á, là thấy cành nó lên là mình bấm, còn muốn nhìn xuống đất á là mình nhìn rễ, đó thấy bộ rễ mạnh thì mình cũng bấm, đó bộ rễ mà nó trắng nó hồng nữa, đó là cây nho nó đạt nó tốt, còn mà mưa nhiều mà nhìn xuống đất mà rễ nó thúi hết thì cũng không nên bấm. Đó thú hết sao nó bông cho nó đẹp. Đó thì các bạn cũng chú ý chỗ đó. Ví dụ như trên vườn nho Hà Điên nhà mình đó, thì dàn cành vẫn tốt thì mình vẫn cứ để bình thường các bạn ha. Nếu mà chắc Hà ăn, Điên, nếu mà Hà Điên ăn thì nó khác. Hà Điên thì lúc nào nó cũng đi ngộ hết. Bây giờ mình bỏ cao thén mặt cỡ. Lúc nào nó mạnh nho nó mạnh mà. Nó đi ngọn là nó không có bứt cái bông cái mục ra làm bông được. Tại vì lúc nào nó cũng đi, lúc nào nó cũng đi, mình không bấm thì mình bỏ được. Đó, mình đúng tháng mình bấm á, mà mình mưa quá mình bỏ cũng được. Nó không phải như nho đỏ với nho xanh. Những cái này nó đang nứt mầm ra và trong đây có bông rất là rõ luôn. Nó đang nứt trời làm bông quá trời nè. Đó, các bạn thấy không? Quá trời luôn. Là phải bấm được. Các anh chị cùng xem nè. Nên là thì farm em cũng phải canh thời tiết là cũng được đúng đến cái ngày hôm nay. Bởi vì thì dự báo là hôm nay hoặc ngày mai bão số 7 vào á, thì hy vọng là khi vào xong rồi á thì thời tiết nó sẽ nắng ấm lại, thì lúc đó thì vườn nho tại farm em đang bắt đầu nảy mầm thì nó sẽ hy vọng là sẽ có thời tiết thuận lợi để cho giúp cây nho tại farm có thể ra hoa được tỷ lệ cao được. Đây anh chị hãy cùng xem vườn nho đã cháy hết rồi đó. Nhưng mà cũng không sao lắm, thì đến vài ngày sau á thì farm em sẽ quay lại quay chi tiết luôn, thì từng ngày xem cây nho nó sẽ nảy mầm và nó phát triển như thế nào thì cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị cùng biết và cùng xem đó. Cũng em cũng nhận rất là nhiều câu hỏi từ các anh chị thì cũng đang có vườn nho như em và cũng đang vào chế độ phân bón như quy trình của em hướng dẫn, thì hôm nay em quay lên để các anh chị mà có cái vườn nho mà thời tiết đang tốt mà dàn nho đang đang bị rụng lá và đang có hiện tượng mà nảy chồi lên như thế này á, thì cũng có mình nên bám cành chứ để lâu quá thì cũng không có tốt cho vườn nho của nhà mình. Còn nguyên tắc bấm cành á thì nhìn mới cái đầu nhìn lên thì nó rối vậy thôi đó, tại bởi vì dàn nho nó rất là dày nên, nhưng mà mình cứ giữ theo nguyên tắc bấm cành như ba em đã chia sẻ thì sẽ bấm hết về dàn nho của mình đúng cái quy tắc và cái nguyên tắc bấm cành thôi đó. Đây nè, cứ trung bình là cứ đây là cái cành nho mà vụ trước là vụ vừa rồi nè, đang ra quả thì mình bấm tiếp cái cành nho này, cái này gọi là ăn mới nè đó. Và sau đó là chỉ tầm 10 ngày thôi là những cái mầm ngũ này nè sẽ bắt đầu nảy mầm lên và cho hoa trên những cái mầm này đó. Vậy song song với việc bấm cành nho thì mình có cần phải xử lý những cái, mình thấy có nhiều cái mầm đây này, cái mầm đây là những trong những cái cành nó già luôn rồi, những cành trước đó nữa, thì mình xử lý như thế nào ba? Thì bấm xong là xin cũng chia sẻ các bạn là bấm cành xong là những cái cùn này các bạn tỉ hết, tỉ xét hết đó, mấy cái mắt rút mấy cái cầu ở trong thân mẹ á, thân mẹ đó, như cái hạn như mấy cái này lấy kéo tờ hết, tỉ sạch hết, tỉ hết tờ cho nó dồn vào cái mục chính mình bấm á, mục chính đây nó dồn vào nó nứt ra cho nó mạnh đây. Những cái trời này thì mình cho các bạn mà không tờ mấy cái này á thì trong nó nứt tờ cầm lum hết. Anh chị hay là những cành mẹ ở trong đây mà có những cái chồi nó nứt ra thì mình cũng tờ hết tờ hết xét vô
xét vô trong mình mẹ rồi mình tờ là sau này nó mình nhẹ là cái chờ nữa mình bấm xong rồi là khoảng một tuần nho này bấm là chắc chắn là nó mau nứt lắm. Ừ. Đối với nó tí hả ba? Sưng ra nó sưng trời sưng chét rồi ra thì cái đó là để tôi nếu mà nứt ra là những cái video sau là quay cho các bạn trực tiếp cho các bạn thấy luôn là chét trời thì quay cho các bạn thấy luôn. Còn nói giờ mà kỹ thuật mà đang nứt ra nè mà trời bão sắp vô thì nếu mà nó đang sưng đang nứt đang xe lo mà mưa nhiều quá đúng ra là không mưa là mình bấm xong là mình phải vô một lúc phân nữa. Yeah. Đó mình bấm cành xong là mình phải sưng sưng một quá mình phải vô ai một lứa NPK nữa. Sưng sưng là đó. Tầm khoảng 7 đến 10 ngày hả ba? À khoảng 7 ngày đó tùy theo cái nho mà nó nứt nhanh nứt chậm nữa. Đó, nứt nếu mà nó nứt chậm á thì 10 ngày mình vô phân. Dạ. Còn mà nứt nhanh thì còn tuần thôi. Dạ. Vô là đáng lẽ trời không mưa là phải vô một lúc phân cho nó hút phân lên. Dạ. Nó để nó nuôi cái mục và nó nuôi cái bông cho nó ra cho đẹp. Dạ. Còn nói các bạn mà trời mưa chẳng hạn như bão vô mà bấm nó đen sưng đen xe lo mưa là không nên vô phân. Dạ. Cứ để cho nó nứt luôn. Dạ. Đó. Chủ yếu là mình lật trời lật chét cho nó sạch. Dạ. Là hết cây nho nó đúng làm bông là nó làm thôi. Dạ. Chứ đang mưa mà các bạn nói, vô phân cho nó mạnh là không nên. Dạ. Bỏ phân là gặp mưa nhiều là chết, mưa nhiều là mình phải sổ nước ra hết. Đó, được, không tốt. Có để nước trong hầm. Đó thì chia sẻ các bạn về chỗ đó. Dạ. Để tự nó làm bông thôi. Dạ. Đó là không nên vô phân. Còn nắng là nó mới vô phân được. Nắng chẳng hạn ráo hầm khô hầm á mình vô cho nó nuôi cái mục nó nứt nó làm bông. Dạ. Đó chia sẻ các bạn vậy. Thường mà khi bấm cành xong á thì qua một đêm là con thấy hiện tượng là những cái trên những cái cành bấm này nó ra nước này. Vậy là nó có hại gì đến cây nho hay không và nguyên tắc khi bấm cành xong mình có nên thêm nước vô liền không? Đó. Cái đó là chia sẻ các bạn là mình bấm cành xong là không nên thêm nước liền. Dạ. Nếu mà ướt hầm gì mua ướt hầm gì là các bạn xuống lá là một đêm là ngày mai sẽ thấy cái đầu cành là nó xịt nước ra hết. Dạ. Xén xóm xuống là thấy nước nó ra hết. Dạ. Nhưng mà nó ra cỡ nó không sao. Dạ. Vậy nó là ra là tự vài ngày sau là tự nó keo lại nó khô hơn. Vậy là khi nào mình mới thêm nước tính từ cái thời điểm mà bấm cành như hôm nay này ba? Nếu mà nói mà thêm nước thì mưa là ướt là cũng không theo. Ví dụ như thời tiết khô mà khô. mình bấm cành rồi mình có nên thêm nước liền hay không? Không, nếu mà bấm là cũng không nên theo liền. Dạ. Là mình phải... nếu mà nắng là mình phải bỏ khô đến một tuần. Một tuần. Mới theo nước. Dạ. Nếu mà nho mà chậm nứt á. Dạ. Mà các bạn bấm một lần theo nước vô thì không cũng không nên bỏ phân liền. Theo nước không thôi. Dạ. Đó, theo nước không tại cái lúc mà nó chưa bấm cành là nó chưa xuân một là nó không có hút phân được. Dạ. Đó, theo nước không thôi. Dạ. Là cho nó hút nước, hút nó nở đất, nở đồ ra. Dạ. Rồi quan trọng là đỡ. Cái tiếp á là mới vô phân. Dạ. Đó, nó lưới có tiếp là nó đang sưng 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 sưng. Dạ. Các bạn vô một lưới nước là nó đang sưng sưng một liền. Dạ. Là cái lưới nước sâu mới vô phân. Dạ. Vô phân là nó cái bộ rễ nó mình bấm á, nó giật rễ. Dạ. Mình thêm nước cho cái bộ rễ nó ổn định lại á. Dạ rồi. Là trước tiên nguyên tắc là mình phải thêm một lưới nước trước. Theo đó. Nước không thôi. Nhưng mà khi theo nước là phải để sau khi bấm cành tầm khoảng 6 đến 7 ngày. Để cho cái... Nếu mà nắng thì dạ. 5 đến 6 ngày 5, cũng được. 5 đến 6 ngày. Rồi mình vô phân. Ừ. Lúc đó là mình phải vô phân. Còn ví dụ như hàm nước ướt như thế này á thì mình để khoảng bao nhiêu ngày hả ba? Cái này là phụ thuộc vào thời tiết nữa. Cái này là cũng mưa. Mình không biết là để bao nhiêu ngày. Nên là rất là ướt. Tại vì đang bấm gì mà hầm còn ướt mà. Dạ. Mưa gần cả tháng này lận. Và trời hiện tại thì nó cũng đang mù nè, không biết là không. Chiều này có là mưa hay không. Nếu mà mình bấm ra là không có chắc chắn là theo nước mà cũng mình không chắc chắn là vô phân. Dạ. Thì để nho nó tự nứt tự làm bông thôi. Dạ. Chủ yếu là mình lật trời lật chét sạch sẽ là được. Dạ. Là để cho nó nứt tự nhiên. Dạ. Đó, là nó có bông là nó có bông thôi, bây giờ mưa bão nó cũng có nữa. Dạ. Thì nó đúng cái tuổi có bông là nó phải có dạ. Bông. Rồi mình bấm xong mà xe chung một xe lo thì mình xịt thuốc làm bông rồi thơm. Dạ. Đó. Xịt cho nó tạo bông rồi thơm. Ừ. Nếu mưa nhiều thì nó ưa mất bông. Dạ. Mà mình phải xịt tạo bông rồi thơm. Dạ.
đậu bông đậu cám thêm cho nó làm bông. Rồi thì cứ sẽ nói vậy. Con sẽ nói với anh chị rồi thì con sẽ quay trực tiếp luôn. Ví dụ hôm nay bấm cành xong á, ngày mai mà mình có xử lý thuốc này hay là như thế nào thì con sẽ đồng hành với ông ba để quay lên những video tiếp theo và thực tế nhất để gửi cho các anh chị toàn tập cả quy trình mà từ khi bấm cành mà đến khi ra quả luôn đó, thì để cho các anh chị còn biết đỡ rõ hơn, để có cái nhìn tương quan hơn về cái công việc mà làm nho của nông dân Ninh Thuận ở quê em đó. Bấm xong là các bạn rạc lá đồ sạch sẽ hết là phải xịt thuốc. Dạ. Đó, xịt thuốc liền. Dạ. Xịt mấy cái loại nấm đồ lên cho nó rửa cành cho nó. Dạ. Còn cái nấm trên cành đồ cho nó đốt. Dạ. Với lại cộng thuốc rầy vô. Dạ. Cho có rầy nó chết luôn. Dạ. Mà mình phải rửa sạch, lạc lá sạch sẽ là mình phải xịt thuốc rửa cành. Dạ. Đó, thuốc nấm rửa cành đó, mình rửa còn cái nấm cái gì cho nó chết luôn. Dạ. Thì cái đó cũng nó rất là nó khỏi ảnh hưởng nấm nó lầy nữa. Các anh chị chú ý nha. Thì mình phải tiêu diệt tất cả những mầm bệnh để khi tiêu mà diệt, những mầm ngủ mà nó ra thì cái lá nó rất là non và nó dễ mẫn cảm với điều kiện thời tiết. Nếu mà cái vườn nho của mình đang bị những con vi sinh vật nấm hay là tháng thư nó tấn công vào thì rất dễ ảnh hưởng. Nên chú ý quan trọng một điều là khi bấm cành xong là mình phải nên phun thuốc để diệt hết tất cả những mầm bệnh, giúp cho cây nho mà sau đó 7 đến 10 ngày nảy mầm lên thì nó sẽ kháng bệnh được tốt hơn. Thì ba có thể dẫn con đi xem những cái hầm nho mà mình đã xử lý xong hết rồi để cho các anh chị dễ hình dung rõ hơn ba ha. Đúng rồi. Dạ. Thì nhìn đây thì thấy rối quá. Thì nãy giờ cũng chia sẻ các bạn là kỹ thuật bấm cành. Dạ. Rồi lặt tỉa nấc. Dạ. Tỉa chờ. Đó, nãy giờ tôi cũng chia sẻ các bạn rõ coi như nãy giờ. Dạ. Thì các bạn cũng nắm hiểu để làm theo cái kỹ thuật như tôi. Dạ. Đó. Bởi vì cái nguyên tắc bấm cành nó rất là quan trọng, ảnh hưởng đến năng suất của vườn nho nhà mình đó. Nên là các anh chị hãy chú trọng với cái việc chọn cành và bấm cành như thế nào và cũng như là nuôi cành đó. Thì nguyên tắc cơ bản nhất thì nho mà muốn ra hoa thì mình phải nuôi cành cho nó thật là chạy gỗ như thế này đó. Chứ nhiều anh chị không biết mới nuôi cành non mà mình bấm cành đó liền á thì nó thì đảm bảo 100% á thì sẽ không bao giờ ra hoa mà những ưng ý đó. Nên là các anh chị chú ý nguyên tắc mà bấm cành mà muốn ra hoa được tỷ lệ cao á thì bắt buộc mình phải nuôi cành cho nó chạy gỗ, hoa gỗ như thế này nè đó. Cành nó giống như là nó khô vậy, nhiều anh chị không biết là tưởng như ủa sao mà cành nho bị sao mà nó bị chết á đó, khô rơm như thế này nè. Thì cái tỷ lệ ra bông của cái nho nó sẽ rất là cao đó. Chứ mình bấm cành non quá thì nó chỉ xỉ ra những cái mắt ngủ nó ra thì nó sẽ không có mang bông, nó chỉ tạo cành thôi. Thì mình bấm cành xanh á thì mục đích á chỉ để giúp tạo cành cấp 1, cấp 2 để rút ngắn thời gian mình chăm sóc thôi. Chứ còn mà mình mà muốn bấm cành mà ra quả thì mình phải nuôi cành cho thật cứng, ở em hay còn gọi là hóa gỗ, thì lúc đó thì tỷ lệ hoa mới rất là cao đó. Cũng chia sẻ cho các anh chị để cùng biết và hiểu thêm về nguyên tắc ra hoa của cây nho để mình xử lý cho hợp lý. Vì bấm nho thì lên thì mình thấy rối thôi, nhưng mà cứ theo nguyên tắc mà mới đây ba em chia sẻ thì mình sẽ thực hiện tốt thôi đó, không có gì mà khó khăn hết. Nếu như mà mình muốn có đam mê và mình học hỏi thì mình sẽ làm được thôi. Với video của em chia sẻ cũng rất là chi tiết và tận tình đó. Và các anh chị có thắc mắc gì á thì có thể comment phía dưới video hay gọi trực tiếp qua số điện thoại của em là 035 549 3505 gặp Hồn để được chia sẻ và tư vấn thêm đó.
Thì việc bấm cành nho thì công nhà thì chỉ làm không hết, nên là phải bắt buộc là phải có thêm nhân công để làm cho nhanh, để kịp một cái vụ mới. Chứ mình mà tự bấm thì rất là nhiều, tốn rất là nhiều ngày. Thì khi nho mà nó mầm ra thì nó rất là xo le, khó trong việc chăm sóc, nên bắt buộc phải bấm thật nhanh, trung bình là bấm từ 1 đến 2 ngày thôi để nho có thể đồng bộ nấc cành, nấc một mắt ngủ ra, và mình chăm sóc cho nó đồng loạt một cách dễ dàng. Đó. Xem kỹ nè, đó. Đơn giản cành nào cũng vậy thôi, giữ nguyên tắc là mình đây này, đây là chỗ cái cành mới này, đó. Mới vụ rồi thì cành đây nè, đây là những cái cuống này đã ăn nho xong này, thì mình trừ ra tầm khoảng 30 đến 40 thì cái điểm mắt ngủ đây nè khỉ thì tương lai nó sẽ ra mầm thôi đó. Cứ giữ nguyên tắc đó thì trong vườn mình có 100 cành, 1.000 cành hay là 100.000 cành đó, thì mình cứ xử lý theo nguyên tắc này thì nó sẽ đẹp và ra hoa năng suất cao thôi. Đây thì mời các anh chị hãy đi xem. Đây các anh chị xem nè, thì nguyên tắc bấm cũng cơ bản thôi đó. Đó thì xin chia sẻ các bạn là mình làm chẳng hạn như hai sào máy đổ lên là các bạn phải công cho thiệt nhiều đó. Công bây giờ công tôi đang bấm nè, nếu mà các bạn bấm mà cứ một mình bấm nhiều ngày quá thì nho nó phải nứt là từng đoạn hơn, cái nào bấm trước nó nứt trước, cái nào bấm sâu nó nứt sâu. Các bạn phải tranh thủ là một ngày đến hai ngày thôi, dạ. Là phải dàn nho cho rộng, là phải cho hết đó. Các bạn phải công cho nhiều đó, 5-10 công gì đó đó, bấm một ngày đến hai ngày đó là nho nó nứt mới đều đó. Bây giờ công tôi đang bấm nè đó, là các bạn chú ý chỗ đó. Chứ các bạn mà nói một mình mà một dàn nho rộng mà bấm nhiều ngày thì nó cũng không tốt đó, nó phải nứt xo le thôi đó, là mình phải tranh thủ bấm cho nó hết để nho nó nứt cho đều, là mình dễ chăm sóc, mình dễ xịt thuốc đó. Nói chung là vậy. Đó, giờ công tôi đang bấm đó, bấm cũng nguyên tắc cũng vậy thôi, bấm nguyên tắc là nó phải vậy. Cũng đỡ từ đây. Đây là cành mới này, mình cũng đỡ từ 30 đến 40 thôi đó. Đây, mời các anh chị hãy cùng đi theo em lên xem một vườn nho đã xử lý xong thì nó sẽ như thế nào nhé. Thì thường thì lá nho thì ở em thì còn có dơ cừu á, là cũng là đặc sản ở Ninh Thuận, nên là lá nho này á thì sau khi bấm xong á thì sẽ được thu gom lại và để cho những đàn cừu hay dê ăn thì nó rất là bổ đó. Nên là việc tận dụng hết tất cả những cành nho này hay những lá nho thì cũng rất là giống như là bảo vệ môi trường này, cũng có thể là làm kinh tế cho một cái nghề mới là cái nghề chăn nuôi đó. Đây này, đây là những cái lá này đó. Đây, đây là những cành nho đã được farm em làm xong rồi. Thì hãy cùng lên dưới ba em để cùng
bà của em chia sẻ thêm một số kinh nghiệm hay nữa. Đó. Đây, anh chị xem. Nhiều anh chị không biết á, thì nhìn vào á, ủa sao cứ vườn nho này bị sao mà sao khô hết, là giống như chết vậy. Đó, thì không phải nhé. Đây là những cành nho đã được bấm cành này. Và như tắt bấm cành là phải vặt lá hết, lúc đó thì mới kết ra những cái mầm ngũ ra ho được. Đây, các anh chị hãy cùng xem nhé. Thì hôm nay em làm video có thời gian hơi dài một tí, bởi vì muốn chia sẻ thật rõ và thật cụ thể hơn để cho các anh chị cùng biết, để mình có thể xử lý vườn nho nhà mình bấm cành cho hợp lý hơn. Đây, bắt đầu công việc là lặn chồi. Dạ. Vậy là vườn nho, những cành nho này là đã được xử lý xong rồi hả ba? Đúng, là các bạn nhìn thấy không, là công nam nó đã bấm qua rồi. Đó, nó bấm cành qua rồi, bây giờ công nữ. Đó, nếu mà làm nho mà nhiều là cũng phải thuê công. Yeah. Thuê công làm chứ ở một mình là làm không hết. Yeah. Nó phải kéo dài nhiều ngày. Yeah. Đó, là bắt đầu cho qua công sạc. Nữ, đen lặt xuống lá. Yeah. Xuống mấy cái lá già rồi tỉa mấy cái chờ chét rồi nè. Yeah. Tỉa mấy cái chờ như hết. Tôi hướng dẫn các bạn hồi nãy ở dưới đó. Ở dưới đang bấm cành đó. Bây giờ công nữ là đang làm sạch sẽ hết. Đó, dọn sạch sẽ chờ chét gì nó trong thân già là tiện hết. Tiện hết. Tiện xác hết. Đó là để cho nho nó tập trung nó nứt. Nó nứt những cái mục chính đó. Đó, tập trung nó nứt cho điều để nó làm bông. Đây. Đó, các bạn bước đầu nhìn lên thấy rõ vậy á. Rồi bấm mà làm sạch sẽ là thấy nó đẹp hơn. Này, nhìn tắt, các anh chị thấy không? Nó đẹp. Này. Từ cành mới thì mình bấm ra tầm 30 đến 40 thôi. Đây là những mắt ngủ này. Rất là khỏe. Đó, còn những trường hợp này, và những cái cành khô nè, nó bị tự tắc mạch nó chết á. Các bạn cũng xả xuống. Xả mấy cành khô xuống hết. Dọn dàn cành cho nó. Dọn hết. Cành nào nó gọn khô ràng, sạch sẽ. Tự nó già quá, tự nó tắc mạch nó chết. Nó giết cành á, là bấm ra nó lòi cái cành khô. Là xả mấy cành khô xuống hết. Đó, cho nó sạch sẽ cái cành, mình xịt thuốc rửa nấm rửa rầy rồi xong rồi bắt đầu để cho nó nứt. Dạ. Đó. Đây, các anh chị thấy không, phía trên này là vẫn còn lá này. Đó, đã bấm xong hết rồi. Và phía dưới đây là xong này. Đó, thì thấy hai bên mình vào thấy nó sẽ rất là khác nhau. Đây. Đó. Đây nè. Đây là những cành nho đã được xử lý xong. Đây. Giờ vậy khi nào là mình sẽ bắt đầu xử lý thuốc cho vườn nho của mình hả ba? Thì để cái đó video sau rồi tôi xịt, rồi tôi hướng dẫn cho các bạn pha cách pha thuốc luôn. Dạ. Rồi xịt thuốc, cách pha, rồi cách xịt. Đó, để video sau là tôi quay luôn. Dạ. Đó cho các bạn thấy. Cho thì bấm xong dọn cành rồi sạch sẽ hết là là mình là rửa liền thôi. Dạ. Nó ngày mai ngày mốt là phải xịt, phải rửa. Rửa những cái thuốc nấm á cho nó đốt mà còn kháng thư nấm ở trong cành á cho nó chết luôn. Rồi cho nó nứt, nó khỏi ảnh hưởng ra cái mục. Nó khỏi lây ra cái mục. Đó, chia sẻ các bạn vậy. Vậy là các anh chị xem từ đầu đến tới bây giờ thì chắc cũng hình dung được cơ bản và kỹ thuật bấm cành nho rồi phải không? Đó. Nếu mà các anh chị có thắc mắc gì á thì có thể nhắn tin bên dưới để nhân viên kỹ thuật có thể chia sẻ thêm cho các anh chị.
cụ thể hơn. Nếu các anh chị mà còn rối thì có thể gửi hình ảnh hay video qua số điện thoại Zalo của em để em xem và có thể chia sẻ thêm cho các anh chị cụ thể hơn. Các anh chị xem, nhiều các anh chị mà mới trồng nho mà nhìn vào là chắc là tưởng nho sao cành nó khô hết rồi. Đó. Thì cây nho nó rất khác so với những cây ăn quả khác. Thì muốn mà cây nho ra hoa thì bắt buộc mình phải bấm cành để kích những cái mầm ngủ của cành nho. Nó mới ra mắt ngủ thì trong những mắt ngủ đó nó sẽ có hoa. Đó. Chứ còn mà cứ để hoài mà nhiều anh chị thắc mắc cứ trồng 2-3 năm rồi mà sao lại không có quả, thì các anh chị vẫn chưa hiểu thật kỹ và cái quy trình mà làm sao cho cây nho ra hoa hiệu quả. Thì em cũng chia sẻ video này thì cũng mong là các anh chị cũng xem hết để có thể hình dung được và có thể nắm được sơ lược cơ bản về nguyên tắc mà muốn cho vườn nho của mình ra hoa. Dạ vậy thôi, có gì video đến đây thì chắc có lẽ là cũng đầy đủ rồi, cũng để cho các anh chị cũng xem và cũng biết thêm một nhiều kinh nghiệm rồi. Thì con cũng thay mặt các anh chị là cảm ơn ông ba rất là nhiều đã có một buổi quay chia sẻ và kỹ thuật bấm cành nho và xử lý vườn nho của mình sau khi bấm như thế nào. Thì cũng thay mặt các anh chị cảm ơn ba rất là nhiều. Xin chào các bạn. Dạ. Để video tiếp tiếp theo tôi sẽ quay lên để hướng dẫn các bạn xịt thuốc rồi lặt nách lặt chờ cho nó làm bông. Xin chào các bạn. Dạ vậy con xin chào ông ba, hẹn ông ba ở những video tiếp theo nhé. Chào con. Dạ. Vậy video của em đến đây là kết thúc, thì các anh chị hãy theo dõi. Thì farm em qua hôm nay á, thì quy trình làm nho tiếp theo như thế nào á, xử lý dàn nho mà sau khi bấm cành như thế nào á, thì em sẽ chia sẻ cụ thể đến khi mà nho ra hoa đậu quả mà đến khi chín á, thì các anh chị hãy xem và có thể ứng dụng vào vườn nho của mình một cách hợp lý. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nhé.